Mạnh Quỳnh chết đứng khi Đức Hiếu đã phát hiện ra sự thật kinh hoàng tại nhà Phi Nhung. Thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày cuối cùng của Mạnh Quỳnh tại Việt Nam trong chuyến lưu diễn ngắn ngày vòng quanh thế giới. Đức Hiếu, con trai cả của Phi Nhung đã mời Mạnh Quỳnh đến quán chay Phi Nhung và chào tạm biệt người cha, người tình sân khấu của mẹ. Trong ánh mắt lễ phép với người đã bay lượn vòng quanh trái đất để làm live show tưởng nhớ Phi Nhung, thậm chí Mạnh Quỳnh đã làm live show miễn phí phục vụ khán giả. Đây là cuộc gặp gỡ như một lời tạ từ và một lời chúc cho người cha của mình. Đức Hiếu đã trưởng thành hơn rất nhiều, cậu cũng đã có đủ bản lĩnh để quản lý cơ ngơi hay quán chay của Phi Nhung để lại. Trong suốt 7 tháng qua, những sự kiện tưởng nhớ Phi Nhung cũng như cậu đứng ra tổ chức, phát biểu ý kiến như một người đại diện của cố ca sĩ, đúng với cái tên mà mẹ đặt cho con trai cả, Đức Hiếu. Cậu đã tự tay chuẩn bị bữa cơm chay, những món ăn ngon nhất của quán để mời Mạnh Quỳnh dùng bữa một bữa cơm chay của một người con trai nấu cho cha như để tiễn đưa người bố lên đường bay sang bên kia địa cầu. nhận món ăn của quán chay được bày biện đẹp mắt, Đức Hiếu lễ phép mời Mạnh Quỳnh trong ánh mắt đầy kính trọng của một người con dành cho cha. Trong không gian chỉ có hai cha con và di ảnh của Phi Nhung, Đức Hiếu nói, Ba Quỳnh ơi, Hiếu xin phép được gọi ba cho thân thiện. Hôm nay ngày cuối cùng ba ở Việt Nam, trước khi bay sang Úc biểu diễn, tụi con làm bữa cơm chay để mời ba ăn trước ngày ra sân bay. Đây không chỉ là tình của tụi con rất yêu quý ba mà còn là điều mà mẹ mong muốn nữa. Còn chúc chuyến lưu diện của ba thành công và được khán giả yêu mến. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ về đây thăm con và mẹ Nhung nữa nha. Anh em tụi con nhớ ba Mạnh Quỳnh. Rừng rừng nước mắt hạnh phúc và một nụ cười hiền hòa xen lẫn sự nghèo ngào. Mạnh Quỳnh ôm Đức Hiếu vào lòng ân cần và nói Đức Hiếu à, từ bây giờ con và các em hãy gọi là ba cho thần thiết. Bà rất vui vì các con đã trưởng thành lên. Cảm ơn bữa cơm chay do con chuẩn bị cho ba. Cảm ơn những lời chúc của con. Sau chuyến lưu diễn dài ngày, bà sẽ về thăm mẹ và các con nha. Các cỏ lại giữ gìn sức khỏe nhé. Mạnh Quỳnh ôm Đức Hiếu thật chặt trong không gian ấm cúng. Có lẽ do cái duyên đã đưa họ gặp nhau như một sự sắp đặt của ông trời.